Hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn đó là một công thức pha chế cocktail có tên là B52. Đây là một công thức đốt. Khi các bạn uống công thức này thì nó sẽ có một vị là nóng trong họng. Thì công thức này gồm có là calor, balay, control. Khi uống kèm công thức B52 là buộc phải có một ly trà đá và một cái ống hút. Tại vì để dành chữa cháy, khi các bạn hút vào ly này thì giữa cổ họng chúng ta nó sẽ bị nóng. Calor là 1/3 ao. Thì viên đầu tiên, tầng đầu tiên thì mình chưa có loại rượu nào trong này, thì các bạn có thể cầm cái chai rượu mình đổ trực tiếp vô đây luôn. Tầng thứ hai là ba lay. Thì ở đây tôi sẽ dạy cho bạn là cách đổ bằng jigger để cho các bạn quen, sau khi mình sẽ đổ bằng chai. Thì đối với rượu ba lay, khi đổ thì các bạn phải lắc đều lên. Thì một tay chúng ta giữ cái ly lại để tránh tình trạng cái ly nó bị chạy, tay còn lại dít gơ đụng với cái miệng ly. Thì sau đó đụng là các bạn sẽ nâng lên từ từ. Mình đã được 2 tầng nha các bạn. Sau khi xong tầng thứ hai thì các bạn thấy trên ly nó sẽ có một vạch rượu, thì chúng ta dùng khăn giấy chúng ta lau lại. Rồi tiếp tục còn có control 1/3 ao. Nhớ nha các bạn, lúc nào tay cũng phải vịn ly. Nếu không vịn ly là cái ly nó sẽ chạy, thì mình sẽ đổ rượu ra ngoài, hoặc mình nhúc nhích thì nó sẽ bị đổ rượu. Rồi, thế là mình đã được xong một công thức B52. Thì nó là 3 tầng, nó gồm có calor, tầng balay và tầng control. Thì khi các bạn đổ xong phải nhìn ra 3 lớp như vậy là đẹp. Không phải nhất thiết là mình đổ trong, nhằm khi đôi khi các bạn là một bartender mới thì các bạn có thể đổ hơ đục cũng không sao. Thì từ từ các bạn sẽ quen tay thì các bạn sẽ đổ rất là đẹp. Thì cách uống như thế nào? Thì đầu tiên khi chúng ta pha chế xong là chúng ta sẽ lấy hộp quẹt, chúng ta đốt sản phẩm thì chúng ta sẽ đốt từ dưới lên trên. Khi đốt xong thì chúng ta sẽ lấy ống hút, chúng ta hút trực tiếp luôn, 1/1, các bạn phải hút 1/1. Các bạn có thể quơ tay vào một cái coi nó cháy chưa. Ly rượu đã cháy ha các bạn ha. Thì khi xong, đốt cháy xong thì các bạn uống 1/1, các bạn chọt thẳng vô, kéo 1/1. Không, tuyệt đối không kéo hai cái, chỉ kéo một cái, một tránh tình trạng ống hút sẽ bị teo.